mặc áo mưa lên thảm đỏ, đi sự kiện mà tưởng đâu đang đi chợ, trang phục thiết kế rườm rà. Những trang phục dự thảm đỏ của dàn sao Hoa ngữ kỳ lạ đến thế nào? Nói về những người nổi tiếng khi đi thảm đỏ, tất cả những gì chúng ta thường nghĩ đến đều là đỉnh của chóp, là sang chảnh hết mức. Thế nhưng, cũng có không ít trường hợp các sao Hoa ngữ xuất hiện trên thảm đỏ với những trang phục kỳ quái ố dề và bị gọi là những thảm họa thời trang. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm danh một số trang phục kỳ lạ khi đi thảm đỏ của sao Hoa ngữ nhé. Đã có những biểu tượng thời trang thì cũng đâu thể thiếu những thảm họa. Ví dụ như, bộ trang phục khó hiểu này của Quan Hiểu Đồng, bộ váy sa tanh mỏng màu trắng, kết hợp cùng quần bò đen. Cứ giống như là đang cosplay người gấu trúc vậy, đôi chân dài đắt giá của cô nàng cũng mất hút luôn. Biểu cảm của Quan Hiểu Đồng cứ như người đang trên thảm đỏ, còn tâm hồn hướng về vùng nông thôn vậy. Tiếp đến là bộ trang phục này của Lưu Đào, stylist chắc chắn là cùng một người với Quan Hiểu Đồng, quá là đam mê với việc cosplay người gấu trúc rồi. Cứ tưởng là một bộ váy đỏ bồng bềnh, quyến rũ, nhưng Kim Thần lại đột nhiên lại mặc thêm một chiếc quần bó sát vô cùng khó hiểu. Nếu thay chiếc quần đó bằng một cái váy đỏ thì có lẽ mọi thứ đã khác, đúng là ranh giới giữa thời trang và thảm họa chỉ khác nhau ở cái quần. Lần sau mà Cao Lương Đỏ có làm lại thì có thể mời Kim Thần diễn cửu nhi nhé, giống hệt luôn. Nương nương Tôn Lệ cũng đến góp vui. Bên trong váy trắng là áo thu đông màu đỏ, lại thêm cái nơ màu đen, là ai to gan đã hại nương nương thê thảm đến thế. Váy ngắn màu vàng của Đường Yên đã giúp cô khoe trọn đôi chân dài và vòng eo thon gọn. Nhưng không hiểu lý do nào mà Đường Yên lại phối chiếc váy này kèm với đôi găng tay ra, làm người ta tưởng đâu cô là đang chuẩn bị đi rửa bát. Mặc đồ ra ở trong, phối với chiếc váy hoa lòe xòe ở ngoài. Trông vừa không ngầu, lại cũng chẳng đẹp. Trông Trương Thiên Ái như một cái bình hoa di động đúng nghĩa. Tạo hình này của cô ấy quả thật hơi khó ngấm. Thái Tử Khôn, mặt vest bên ngoài một bộ đồ giống như đồ ngủ hoa nhí, rồi còn để lộ tay áo ra ngoài. Không ngờ một cái áo vest còn có thể phối được như vậy. Phải nói rằng, các nghệ sĩ showbiz vì muốn nổi bật trên thảm đỏ mà quá liều lĩnh rồi. Nhưng ít nhất thì, tạo hình này của Thái Tử Khôn trông vẫn còn đỡ, hoặc cũng có thể là do nhan sắc của anh đã gánh còng lưng. Váy bút chỉ của Thích Vi khiến cô đi trên thảm đỏ quá vất vả, cả quá trình đi đứng đều bị bó tay, bó chân. Khi muốn trả lời phỏng vấn, cô ấy phải bỏ tay ra khỏi bộ đồ mới cầm micro nói chuyện được. Váy bút chỉ phiên bản 2.0 của Thích Vi đã giúp Lý Vũ Xuân nổi bật cả một góc ở liên hoan phim Cannes. Toàn thân được bao phủ bởi lớp lông trắng như một chú ngỗng trời, thậm chí không thể nhấc tay lên. Chiếc váy màu hồng như dây cột nơ này của Trương Lương Dĩnh làm cho cô cứ trông như một con cua bị buộc bằng dây sọc vậy. Chiếc nơ đỏ trên đầu bị gió thổi bay tứ tung, không biết và cũng không thể hiểu nổi, đây là thể loại phong cách gì nữa. Dương Thiên Chân trông giống như một chủ bướm đang say vậy. Cả quá trình catwalk chân tay của cô cứ vung loạn xạ. Đương nhiên đối với Dương Thiên Chân mà nói, thì tạo hình này vẫn chưa nhằm nhò gì. Dù sao đi nữa, thì bản thân cô cũng đang phấn đấu thành nữ hoàng drama mà. Tống Thiến, vai phải của chị còn ổn không thế? Có phải lúc này chị đang cần một cái kéo đúng không? Cái váy này của Địch Lệ Nhiệt Ba đứng im thì đẹp vô cùng. Nhưng muốn di chuyển thì cũng khó khăn vô cùng. Trông cô ấy di chuyển khó khăn như những chú chim cánh cụt vậy. Đúng là làm khó mỹ nữ mà. Phần chân váy này của Đồng Lệ Á như là một đống chăn len, xoay người hay đi lại đều vô cùng gian nan. Đúng là muốn đẹp cũng quá vất vả. Có một số trang phục khiến diễn viên vô tình để lộ khuyết điểm của bản thân. Có người thì lại qua ố dề, không điên không chịu được. Châu Đông Vũ vốn có dáng người nhỏ nhắn, lại không có da có thịt gì mấy. Nếu không cẩn thận thì rất dễ để lộ khuyết điểm. Tạo hình thảm đỏ lúc mới vào nghề của cô ấy phải nói là vô cùng vi diệu. Cái bộ váy nhìn như miếng đùi gà rán này đã vô tình khiến người mặc trong lùn đi. Mà mỗi bước đi của cô ấy lại làm người ta cảm giác như lớp da bên ngoài sắp rơi đến nơi vậy. Còn bộ váy màu đỏ hồng này đã để lộ dáng người không đẹp mấy của Châu Đông Vũ, stylist của nữ diễn viên cũng ít có ác thật sự. Cũng may, phong cách hiện tại của cô đã được cải thiện rất nhiều rồi. Những ngôi sao nữ có dáng người thấp thì việc tạo hình để đi thảm đỏ quả là một thử thách không nhỏ. Thẩm Nguyệt mặc đồ đen theo style trưởng thành, nhưng trông cô ấy như mặc trộm đồ của mẹ vậy. Dáng vẻ thiếu tự tin của Thẩm Nguyệt khiến cô không thể hiện được hết cái đẹp của trang phục. Áo tím cùng váy hồng của Trương Tử Phong khiến cô ấy trông vừa già, vừa kém sang, mà đây cũng không phải là lần đầu Trương Tử Phong gặp sự cố về trang phục. Tóc tai chải chuốt cẩn thận, vuốt vuốt các kiểu, khoác lên mình một bộ vest vô cùng ngầu. Còn cả cái váy mà đến các dì U40, U50 thời nay cũng xin chê. Không chỉ khiến cô nàng 2K này như già thêm chục tuổi, mà còn khiến vòng eo của cô to hơn. Không hiểu stylist lựa chọn cho cô ấy trang phục kiểu gì nữa. Cúc Tịnh Y make up rất xinh đẹp, nhưng chiếc váy này lại không hợp với cô ấy cho lắm. Nếu như chỉ nhìn mỗi nửa thân trên, thì nó cứ trông giống như một cái bông cải xanh biết đi vậy. Quách Kính Minh thì lại không nhận ra chiều cao thật sự vô cùng khiêm tốn của anh, khi lại dám chơi lớn, mặc vest siêu dài trên thảm đỏ. Nhìn mà thấy nghi ngờ nhân sinh luôn. Trong đêm hội Weibo, Trương Đại Đại đã diện một bộ đồ hai mảnh, cái áo khoác để nim chắc được quấn quanh eo để làm váy. Nhưng nếu mà vóc dáng không đủ cao, thì tuyệt đối không nên thử kiểu quần áo này đâu. No, God, please, no, no! Không khéo thì lại quét sạch thảm đỏ hộ các cô lao công luôn đó. Đời còn dài nên cứ ố dề một tí cũng không sao, nhưng mà ố dề quá thì xin chê. Trần Chí Bằng từng đóng vai Nhĩ Thái trong Hoàn Châu Cách Cách, mỗi lần tham gia sự kiện đều trở thành thảm họa thời trang.
nếu không xuất hiện với tạo hình khó hiểu thì cũng khiến cho khán giả không dám nhìn thẳng. Nào là áo mưa trong suốt, rồi đôi bốt cao như đi cà kheo. Rốt cuộc rằng mấy năm qua anh đã trải qua những sang chấn gì thế? Tại sao lại ra nông nổi như thế này? Nam diễn viên Khương Tư Đạt trong một chương trình thực tế đã xuất hiện với tạo hình váy đỏ đen liền thân, đầu thì búi tóc nacha. Lúc tưởng tượng thì cũng có vẻ đáng yêu đấy, nhưng khi nhìn thấy thì thật sự chỉ muốn xách dép mà chạy thôi. Biết rằng ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, nhưng mà để tạo ấn tượng khi đi thảm đỏ trước công chúng thì không nhất thiết phải làm lố như thế đâu. Nam diễn viên Hoàng Bột từng xuất hiện với mái tóc được quấn giấy bạc trên đầu. Chắc là nam diễn viên đang làm tóc giữa chừng thì bị giục đi thảm đỏ rồi. Được thêm cả cái quần rộng thùng thình, làm cả người thấp đi hẳn. Viên San San chắc là người đầu tiên mặc đồ ngủ lên thảm đỏ, bức ảnh làm người ta tự nhiên cảm thấy nhớ đến bà chủ nhà hung dữ trong phim Tuyệt đỉnh công phu của Châu Tinh Trì quá. Viên San San còn có cả tạo hình tóc rắn như Medusa, cái này thì không còn gì để bình luận nữa rồi. Cũng có nhiều trường hợp, các sao Cbiz đi thảm đỏ nhưng lựa chọn trang phục quá bình thường, đôi khi còn vô tình đụng hàng đồng phục của một ngành nghề nào đó. Tạo hình này của Lưu Hạo Nhiên khá là vui mắt, có lẽ các nhân viên cứu hộ không bao giờ nghĩ tới có một ngày, trang phục đi làm của họ sẽ được nam minh tinh mặc lên thảm đỏ. Trên thảm đỏ của Marie Claire, Trương Tiểu Phỉ diện một bộ vest trông cứ như là đa cấp. Quần áo quá bình thường, so với các nữ minh tinh khác khi diện vest thì khí chất của cô cũng không bằng. Bộ vest này của Trương Vũ Kỳ thì hơi cầu kỳ quá, trông cứ như một ảo thuật ra vậy, có thể liên tưởng tới danh hài sắc lơ được ngay luôn đấy. Khi nhìn thấy Ngô Lỗi đội chiếc mũ này, nhiều người cứ ngỡ như nam diễn viên đang cosplay vai diễn Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải, cho thêm cái nhạc nền nữa thì quá là hợp lý luôn. Trên thảm đỏ bên bờ biển của GQ, ngư dân đầu tiên đã xuất hiện vô cùng nổi bật, Lý Hiện kéo lưới bước lên thảm đỏ. Cách một cái màn hình mà chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng từ Lý Hiện. Kính râm thời trang kết hợp với áo phao nâu đỏ, tạo hình này của Tạ Đình Phong nhìn ra đúng chất ông bô của anh ngày xưa luôn. Tâm điểm của sự chú ý là đây, nam diễn viên Trương Lỗ Nhất mặc áo khoác dày lên thảm đỏ, hai tay của anh ấy cứ nhét vào túi áo, chắc là anh ấy đang lạnh lắm. Trái ngược hoàn toàn với Vương Tử Văn bên cạnh. Một người ở mùa đông, một người ở mùa hè. Nhậm Đạt Hoa cũng xuất hiện trong sự kiện này và cũng mặc áo khoác siêu dày, che khuất đi hoàn toàn bộ vest lịch lãm của anh ở bên trong. Nam nghệ sĩ gạo cội Quách Đức Cương từng bị cộng đồng mạng chê bai vì mặc đồ theo phong cách các nam nghệ sĩ trẻ, hiện tại thì ông đã bỏ luôn cái phong cách này rồi. Lý Quang Khiết thì mặc áo len cao cổ, cùng với áo khoác ngoài sẫm màu, đúng là ấm áp vô cùng. Nhưng nó lại không hề phù hợp để đi thảm đỏ. Như các bạn đã thấy, không phải sao Cbiz nào khi đi thảm đỏ cũng đẹp lung linh. Dù nhan sắc có như thần tiên giáng trần, cũng không thể cứu được những tạo hình ba chấm như đã kể ở trên. Và vẫn còn rất nhiều tạo hình thảm đỏ xấu lạ xấu lùng, xấu đến không dám nhìn thẳng của các sao Cbiz khác nữa, dù có kể cả ngày cũng không hết. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta mới có cái để nói ở các video kế tiếp. Và nếu thấy video này thú vị thì hãy like video và nhấn nút đăng ký kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. See you.